Chiều ngày 22 tháng 4, Tri hội luật gia Phường An Lạc tổ chức đại hội lần thứ hai, nhiệm kỳ 2024-2029. Đến dự có đại diện hội luật gia thành phố và lãnh đạo Phường An Lạc cùng các đại biểu chính thức dự đại hội trong nhiệm kỳ qua dưới sự lãnh đạo chỉ đạo tập trung sâu sát của hội luật gia thành phố và đảng ủy ủy ban nhân dân phường sự phối hợp của ủy ban mặt trận tổ quốc việt nam và các ban ngành đoàn thể địa phương tri hội luật gia phường an lạc đã tham gia tích cực vào các hoạt động tư pháp tại địa phương với sự phối hợp có hiệu quả của các đơn vị sự nỗ lực cố gắng của toàn thể hội viên tri hội đã tổ chức được nhiều hoạt động có ý nghĩa thiết thực như tích cực tham gia công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật cho hàng ngàn lượt người tham gia, tư vấn trợ giúp pháp lý cho gần 600 lượt người, hòa giải thành công nhiều vụ mâu thuẫn ở cộng đồng dân cư, quan tâm bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp chính đáng của công dân và của hội viên, thường xuyên quan tâm giáo dục chính trị, đạo đức lối sống của hội viên, tạo điều kiện thuận lợi để hội viên nâng cao trình độ chuyên môn, thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, từ đó góp phần thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ chung của địa phương. Tính đến nay, chi hội Luật gia phường An Lạc có 24 hội viên với với trình độ chuyên môn đại học luật và các chuyên ngành khác. Nhiệm kỳ 2024-2029, Tri hội luật gia Phường An Lạc tiếp tục phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo, đổi mới phương thức hoạt động, xây dựng và phát triển Tri hội luật gia Phường ngày càng vững mạnh, đẩy mạnh công tác xây dựng hội viên giỏi về chuyên môn nghiệp vụ, trung thành với Đảng, Tổ quốc và Nhân dân, tăng cường kết nạp hội viên, phấn đấu 100% cán bộ hội viên hoàn thành tốt nhiệm vụ. Hàng năm, Tri hội được xếp lại hoàn thành nhiệm vụ trở lên. Với tinh thần đoàn kết, trí tuệ, Đại hội Tri hội Luật gia Phường An Lạc lần thứ hai, nhiệm kỳ 2024-2029, đã bầu ban chấp hành khóa mới gồm 3 đồng chí và bầu đại biểu đi dự đại hội cấp trên.